Em có mẫu hoa thêu này cả nhà ơi, em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1588 nha. Năm nay thiết kế sẽ là cổ tim cho cả nhà mình, nguyên một cái mảng hoa thêu may thủ công quanh cổ áo cho cả nhà mình, nhìn rất là xinh luôn đúng không ạ? Tươi không cần tưới luôn nè. Tay ngắn nha, có nhấn eo và dáng ngọc phong xòe dài cho cả nhà mình. Và ở đây 1588 shop đang có cho cả nhà mình 4 size đầy đủ luôn, mình là XL và là cả hãy tin lời luôn ạ. Từ 40kg cho tới 70kg và em dưới 88, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em nha. Phối màu hơi bị đẹp luôn á. Hoa thì màu đỏ đô tan ra màu đỏ tươi cho mình nè. Đó, lá là ánh đồng cũng phối màu như vậy luôn nha, rất là đẹp luôn. Còn thân váy là màu đen cho mấy chiếc luôn, mình mặc lên ha, không có kén dầu xíu nào cả. Da trắng da ngâm mặc lên đều đẹp hết. Dáng người của mình gầy hay là mình tròn quần diện đều ok cho em luôn. Và em đang sale cho mấy chiếc đẹp mình chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 299.000 đồng một váy. Rồi, cả nhà đặt đơn chỉ cần bình luận phía dưới cho em theo cú pháp quen thuộc, mã số 1588 và số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn nha. Đồng anh nhà em là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà, tầm khoảng là U40-50 trở lên mình mặc hợp và sang đó ạ. Chị khách nào mà mình chưa có ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn chút liền cho em nha. Chậm tay quá nó hết hàng rất là ổn luôn á mấy chị ạ. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1588. Mình đặt đơn bình luận ngay cho em phía dưới mã số 1588 và số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng nha. Cho chị một chiếc 1588 xem mờ để xóa rồi ok chứ Nguyễn Hằng ạ. Chị Ngọc Lan có đơn 1588 luôn nè, 299.000 đồng. Đầm dài không em ơi? Dài lắm chứ yêu ạ. Ở đây em cao 1m65 mà đầm này em mặc dài phủ bắp chân của em nè. Đó, dài qua gối em một khúc dài như vậy luôn. Chị mình thích mặc dáng dài để dài, không thích mặc dáng dài lên la nha. Thân váy là chất liệu vải thun sống cao cấp nè, rất là lạ mắt cho mình luôn, co giãn hơi bị đỉnh luôn á chứ yêu ạ. Đầm này vải mặt không có sợ bị nhăn nha, co giãn lại rất là nhiều cho mình nữa. Và những cái sóng này nó sẽ nổi hẳn bên trên mặt vải khi mà mình sờ lên, cảm giác rất là dễ chịu luôn á chứ yêu ạ. Đó, không có gây khó chịu gì cho mình đâu nha. Em đang mặc mảng 1588 thì ngày hôm nay shop đang có một cái chương trình sale lớn. Thay vì mình mua tại cửa hàng nhà em hay là giá bán cũ á là 420.000 thì trong bài livestream ngày hôm nay shop sale rẻ cho mấy chiếc đẹp mình luôn, chỉ còn 299.000 đồng một váy thôi ạ. Mình đặt đơn bình luận ngay trên phía dưới nha, mã số của em nó 1588 và số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào mà đặt hàng nhanh em đảm bảo là sẽ có đơn hàng cho các chiếc đẹp mình luôn. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm thay quá thì sao ạ? Nó hết hàng rất là ưởng luôn nè. Chị Minh Minh, chị có váy bên nhà em rồi, đầm đẹp giá rẻ nha. Sốc ơi, em cảm ơn chị mình nhiều ạ. Tranh thủ cả nhoi, đầm quá đẹp luôn. Vải này phải nói đúng sang xịn mịn cho mấy chiếc mình luôn á. Vải này mặc hơi bị bền luôn nha. Giặt tay giặt máy thoải mái cho em ạ. Đó, có co giãn nhiều, không nhăn nhò, không chạy nhau vải. Còn thiết kế thêm cho cả nhà hai túi hai bên nha. Vải thun sống này á cả nhà thì nó chỉ cần may một lớp thôi là vừa mặc rồi. Vải dày vừa phải cho mình, không có quá dày, mặc lại không có sợ bị nóng hay là nặng người nha. Mà cũng không có sợ bị quá mỏng nữa, chỉ cần may một lớp là quá ok ạ. Mấy màu vậy em ơi, chị muốn hai màu? Dạ được, có một màu duy nhất thôi đó chứ yêu ạ. Đầm em mặc cho livestream như thế nào? Về nhà mình nhận được váy là y chang như vậy. Đồ quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cả nhà nha. Mình thích mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền luôn. Chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã số 1588 và số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và dài chờ sao cho các chị đẹp mình ha. Nhanh tay là còn hàng đó mấy chị yêu ạ. Còn chậm tay quá nó hết hàng rất là ổn. Váy em chỉ về được mấy lần ạ? Một lần duy nhất thôi à. Em bán hết rồi là hết luôn và không có về đi về lại đâu nha. Thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền cho em ạ. Dạ 64kg mặc hãy tên lời cho em là vừa nha. Cho chị một chiếc CM gửi về địa chỉ cũ đi em. Ok chị Thu Nguyễn có đơn luôn ạ. Dạ em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1588 mấy chứ đẹp ơi, xinh ghê chưa. Nguyên một cái mảng hoa thêu may quanh cổ áo này, mặc lên trời nhìn rất là tươi luôn. Mình có thể mặc đi chơi đi tiệc được, mặc đi làm công sở dọc văn phòng thoải mái thải ga cho em ha. 1588 hôm nay sale rất rẻ luôn, có 299.000 thôi à. Được, vừa rồi em có về cho cả em váy tiệc màu đỏ thì nhiều chị khách nói với em là em ơi, có váy tiệc trang màu đen dáng dài hay không? Thì đây em có cả nhà ơi, dài đẹp xuất sắc luôn ha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1690. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tròn cho mấy chị yêu mình nè. Tay lỡ vai bồng, có nhấn eo dáng dài thước tha cho mình luôn. Chứ là vậy của em nó là dòng vải ren nha, ren hoa nè, cả nhà nhìn giùm em. Coi coi cái ren hoa này em từng về chưa? Chưa từng về đâu nha. Mỗi một đợt em về cái ren
trang kiểu khá khác nhau nè, họa tiết trang cũng khác và form dáng cũng khác cho cả nhà mình luôn, không có cái nào giống cái nào cả nha. Đợt này thì em về cho cả nhà mình đầm tiệc, nhưng mà em sẽ sale rất là rẻ luôn, tại vì em về 4 size 40kg cho tới 70kg, em với 88, mà em có cho cả nhà mình được có 300 chiếc rồi cả nhà ơi, số lượng phải nói là nó rất là ít, ít nhất từ trước cho tới bây giờ luôn ha. Bình thường em về cho mình mỗi một size là 500 chiếc, 1000 chiếc là chuyện bình thường, mà bây giờ 4 size tổng cộng gom lại hết luôn có 300 chiếc rồi cả nhà ơi. May dáng rất là dài luôn nè, xuất sắc ghê chưa, thích mặc dài dài để dài đi tiệc cho em, rồi đi tiệc xong rồi thích mặc hàng ngày thì mình lên like cắt ngắn như vậy cũng được luôn nha, rất là dễ thương đó, mặc đi đóng đẹp hết trơn cả nhà ơi. Và yên tâm không có sợ bị qua thời lâu mốt ha. Mẫu váy này ngày hôm nay shop đang có một cái chương trình sale rất là lớn dành riêng cho cả nhà trong cái bài livestream này, chỉ còn bao nhiêu ạ? Chốt đơn liền mã 1690 chỉ còn 349.000 đồng, không nghe lầm cả nhà ơi, 349.000 đồng, em chốt luôn cho các chị đẹp mình. Nhanh tay lên đơn liền cho em bằng cú pháp quen thuộc, bình luận ngay cho em mã số 1690 với số điện thoại cho em là được ha. Chứ là vải ren này á, khi mà cả nhà mình sơ hồ lên thì cái chốt rất là mướt, rất là mềm luôn, có độ co giãn nhẹ nhẹ hai chiều ha, đó vải êm, cái chốt rất là thích cả nhà. Và bên trong em có đúp lót thêm thun cơ tâm, bên nhà em thì không có lót vải những cái vải cứng đâu cả nhà, những cái vải thô đâu ha, bên nhà em là luôn luôn là lắp thun cơ tông cho cả nhà mình, thiết kế thêm hai thứ hai bên đầy đủ ra. Trời ơi, cái đầm này đẹp dã man luôn á cả nhà ơi, mua tại cửa hàng nhà em giá cao, tại cửa hàng nhà em đang bán cái đầm mẫu đầm này là 650, còn cho mà lại stream ngày hôm nay shop đang sale rẻ cho cả nhà mình, chỗ cái giá 349.000 đồng đó chỉ tương đương mà những cái em đầm ngắn bình thường thôi à. Eo 82 có size đó chứ ơi, đặt đơn bình luận cho em mã 1690 với số điện thoại, đặt lẻ có đơn á chị đẹp bà, còn mình đặt hàng chậm tay quá đó hẹn uổng nha. Chị Thu Thu có đơn hàng luôn à, chị Ngọc Thủy một chiếc nè, rồi chị khách là mình đặt đơn nữa tranh thủ bình luận ngay cho em phía dưới mã số 1690 và số điện thoại cho em là được, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Đẹp dã man cả nhà ơi, trang lưới nè, hoa nè, hoa to có, hoa nhỏ có, chiếc lá này cả nhà ơi, và em có chạy viền nổi nha. Mình nhìn ở bên ngoài á thì nhìn những cái họa tiết này nó sẽ rõ nét hơn nha cả nhà ơi, chỗ đẹp lắm. Về nhà nhận được váy á, khi mà cả nhà mình chưa có mặc lên người đâu, mình nhận được váy mình cầm cái đầm trên tay thôi là mình đã thấy rất là đẹp rồi. Nguyên cái vàng ngọc trai đây là em cũng đóng cúc ngọc trai vô cho cả nhà mình luôn ha. Đây để em cho mình xem đó, em mặc trên livestream như nào về nhà nhận được váy là y chang như vậy cả nhà, đồ quyền kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán cho em. Ở đây từng nguyên cúc ngọc trai đây thì em cũng đóng cúc ngọc trai cho mấy chú yêu mình luôn nè. Trời ơi đẹp không, không có dán keo, không có đính nhựa đâu nha, mặc lên nó bền lắm, nó bền mà tao nói nó đẹp xuất sắc luôn á cả nhà. Trời ơi đẹp ghê chưa. Rồi một cái em váy tiệc màu đen chất ren xịn sò cho mình luôn, dáng siêu dài, ngày hôm nay cả nhà săn sale chỉ có 349.000 đồng một váy. Và cả nhà mình thử tưởng tượng xem nè, bình thường mình đi chơi, đi tiệc, đi sự kiện hay đi đám cưới đám hỏi đi, thuê một chiếc váy thôi ít nhất phải là 100-200 rồi đúng không cả nhà ơi. Đó và đây 349.000 đồng thuộc quyền sở hữu của mấy chị đẹp mình luôn, hàng độc quyền chỉ có duy nhất 300 chiếc thôi, không đụng hàng với bất kỳ shop nào cả đó. Rồi hôm nay mình mặc dài ba lần cấp tủ, năm sau năm tới lấy ra mặc vẫn đẹp bình thường, không có sợ bị qua thời là mốt gì cả nha. Cho chị hai váy này shop ơi, mặc với con gái em cảm ơn chị đẹp mình nhiều ạ. Mẫu này cũng không kén tuổi người mặc, đúng rồi chị đẹp ạ. Đó đầm bên nhà là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà u 40-50 trở lên mình mặc hợp và sang nha. Nhưng mà chị khách nào mà mình tầm mười mấy hai mấy tuổi bon cho em mẫu đầm này mặc lên vẫn rất là đẹp nha mấy chị yêu ạ, không kén tuổi, không kén da, cũng không kén dáng luôn. Và giá ngày hôm nay thì rất là rẻ, trời cái đầm siêu chất lượng luôn á, bỏ lỡ thật sự rất là uổng nha mấy chị ha. Mã số các em nói là 1690 ạ. Sơ mi của đợt này em có về cho cả nhà họa tiết beo nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1671 ạ. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho các chị đẹp mình, tay lở nè, có nhánh eo, dáng đầm phơn xòe siêu dài nha cả nhà ơi, sơ mi maxi đó. Mà ngày hôm nay shop đang có một cái chương trình sale lớn dành riêng cho các chị đẹp mình duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay luôn. Cả nhà vô đây liền em sale tặng cho mấy chị yêu mình ha. Dạ em chào chị Minh Minh, chào cả nhà mới vô ạ. Đầm này em đang có cho cả nhà đầy đủ 4 size từ 40kg cho tới 70kg và eo 90 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Chứ vậy của em nói là dòng vải cát thái cao cấp nha, cát thái thì mình cứ yên tâm, vải đẹp, mềm, nhẹ tên, cái chất rất là mát, giặt tay giặt máy được, không có sợ bị cưa vải hay bị chà chị vải nha đâu nha. Cái vải này mặc thích lắm cả nhà ơi, hơi bị bền luôn đó. Trời ơi đứng gần cho mình coi cái họa tiết beo nè,
đường may mùi chỉ xuất sắc cho cả nhà mình luôn ha. Bên trong có lót thêm thùng vô tâm, thiết kế thêm cho cả nhà mình hai túi hai bên như vậy luôn. Cả nhà thích cái mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền, chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã số 1671 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chạy chờ sai cho các chị đẹp mình ha. Chị Yến chờ một chiếc luôn ạ. Dạ chị Thảo Mây có đơn em đang sale rẻ nguyên cái đầm mà sơ mi maxi á cả nhà ơi, chỉ có 349.000 đồng một váy thôi. Đầm anh em thì chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà, tầm khoảng lỗ 40-50 trở lên mình mặc hợp và sang nha. Chị khách là mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay trên phía dưới mã số của em đó 1671 và số điện thoại cho em là được. Bên đây có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh em đảm bảo là sẽ có đơn hàng cho mấy chị em mình luôn ha. Nhưng mà chị khách nào mà đặt hàng chậm với nó hết hàng rất là ổn. Tại vì váy bên nhà em chỉ về được mấy lần ạ, một lần duy nhất rồi qua luôn chứ không có về đi về lại. Phân khúc đầm trung niên trên thị trường thì giá của em nó dao động tầm khoảng 4-500, 5-700 là chuyện bình thường đúng không cả nhà ơi. Em váy này em đang bán tại cửa hàng nhà em là 499.000 đồng. Tại cửa hàng nhà em váy là 499.000 đồng. Nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt đơn nè, có chia sẻ livestream thì mẫu váy này em sẽ sale luôn cho cả nhà mình, chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng một váy. 40kg cho tới 70kg, eo dưới 90 mình mặc đẹp thoải mái nha. Mấy màu vậy sao? Rồi, sơ mi nếu như mà chị đẹp mình thích là đầm họa tiết beo màu khác thì em không còn màu khác nữa đâu. Còn nếu như mà mình thích sơ mi kiểu khác, màu khác, hiện tại em đang có sơ mi trơn nè, sơ mi hoa nè, sơ mi họa tiết, rất là nhiều màu sắc cho cả nhà mình luôn ha. Ấn theo dõi trang bên em để mà mình cập nhật được nhiều mẫu hơn chứ yêu nha. Có mẫu còn có mẫu cũng hết hàng. 49kg mặc cho em size M sẽ vừa đó chị ạ. Vải gì vậy shop ơi? Dạ vải cát thái vậy nha. Vải này mềm lắm. Em may cho mình dáng dài nè, mà mặc mềm nha, đi tới đâu tà váy nó bay bay tới đó. Rủ nha, cái chất rất là mát và siêu nhẹ luôn. Đảm bảo chị khách nào mà mình khó tính nhất, mình chốt mẫu váy này, đảm bảo mình mặc lên là mình ghiền liền luôn á. Mặc nó thoải mái lắm chứ yêu ạ. Dạ giặt máy được luôn. Đầm này thì không có sợ bị quá mỏng nha, có thể may một lớp cũng được. Nhưng mà ở đây thì em trừ hao, em thấy nó cũng nhẹ, cũng mềm á cả nhà. Cho nên sẽ may thêm cho cả nhà một lớp lót thun cô tông ở bên trong. Chị khách nào đã có cát thái rồi thì mình đã trải nghiệm rồi đúng không? Em cũng đã từng về cho mình một lớp rồi. Đó, nhưng mà đầm này thì em sẽ may kỹ cho mình thêm chút, em may cho mình hai lớp. Thích để thêm lớp lót thì để, không thích để mình tháo ra cho em. 64kg có size chứ đẹp ha, lấy cho em size XL sẽ vừa. Rồi đặt đơn bình luận cho em mã số 1671 với số điện thoại. Giá mà em đang bán tại cửa hàng nhà em thì cũng rất rẻ cả nhà ơi. Đầm maxi trung niên sơ mi ha thì tại cửa hàng nhà em đang bán là 499.000 đồng. Còn trong bài livestream ngày hôm nay các chị đẹp mình săn sale với shop chỉ có 349.000 đồng một váy thôi. Vậy đây được áp dụng giá sale thì rất là đơn giản luôn. Cả nhà chỉ cần có lượt chia sẻ livestream cho em là được. Mình chia sẻ lên tường, mình chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai là được ạ. Chị Hương Nguyễn một chiếc xanh lờ có đơn luôn ạ. Chị Hồng Phúc ok, trước đây hàng cho chị đẹp Hồng Phúc nha. Đầm nhà shop thì mình mua rồi cả nhà, đẹp rẻ lắm mọi người ơi, em cảm ơn chị mình nhiều ạ. Rồi bao nhiêu vậy shop ơi? 349.000 đồng, quá trời quá đất rẻ cả nhà. Tranh thủ lên đơn chút liền, chậm tay nó hết hàng uổng nha. Váy da beo cho cả nhà mình đây, trời ơi xuất sắc ghê chưa. Em váy ren đầm trung niên màu sắc rất là độc lạ luôn, em mới vừa về hàng cho cả nhà mình hôm nay lên live shop sale tặng nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1643 đây cả nhà ơi. Váy này em có tới 4 size lận, từ 40kg cho tới 70kg, em dưới 90 cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái đó. Cái form cả nhà thấy đẹp không? Form đơn giản thôi nhưng mà lên rất là tôn dáng người mặc luôn á. Có bạn eo đi ngang qua cả nhà mặc lên siết eo, nhìn eo của mình sẽ nhỏ gọn hơn rất là nhiều nha. Đó giờ mấy chị yêu mình chị khách nào mà mình mặc đầm lên mà không hiện rõ eo à, chốt liền cho mẫu váy này đi cả nhà ơi. Trời ơi nó siết chặt em, nhìn em nhỏ lắm luôn nha. Hiện tại thì 1643 em đang có cho các chị đẹp mình 4 size luôn ạ. Cái chất ren á thì cả nhà cứ yên tâm, mềm lắm luôn, mịn nha, chất mát và có độ co giãn nhẹ nhàng. Đầm này á thì nó không có bị quá mỏng nha, có độ dày dặn vừa vừa cho cả nhà mình, dễ mặc rất mát luôn. Đó, và ren á thì chắc chắn có độ xuyên thấu cho nên em sẽ may cho cả nhà mình phần tay là một lớp mặc lên mát mẻ. Còn thân váy kỹ lần hai lớp, bên trong đúc lót thun cô tông cho cả nhà mình nha. Cũng mềm, cũng mát, cũng có co giãn vào độ thấm mút, ồ siêu siêu cao luôn ạ. Trời ơi, nói về cái phần sức khỏe là quá xịn sò đúng không ạ? Và ngày hôm nay giá tiền của em nó sắp đang có một cái chương trình sale rất là lớn luôn. Chỉ có
49 ngàn đồng một váy thôi. Rồi đặt đơn bình luận cho em mã số nha, 1643 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng. Cái mẫu đầm này em Ca ơi, mua tại cửa hàng hay là những trang mạng khác không bao giờ có giá 250 đâu. Nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay, Ca cái chị đẹp mình đặt đơn á, hồi nãy á thì chị khách nào nhiều chị cũng hỏi em mà em ơi có váy ren nào không để lên chị dồn đơn mà mẫu lạ lạ chút nha em, thì đây có cho cả nhà mình nè. Mình dồn đơn hàng cho em 595 ngày đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc nha. Trời ơi, ren đợt này về cho cả nhà cái màu hơi lạ lạ xíu nha. Bình thường đồng trung niên em sẽ về cho mình những cái tông màu trơn, màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu cam, màu hồng, nói chung là trơn thì đa số đẹp sẽ về nhiều. Phối cũng có nhưng mà lâu lâu mới có một đợt chứ không phải lúc nào cũng có nha. Đợt này có cho cả nhà mình và em sẽ sale rẻ cho mình luôn. Mẫu váy này mình mua tại cửa hàng nhà em 420 ngàn đồng một váy. Và trong cái bài livestream ngày hôm nay shop sale cho cả nhà mình là 249 ngàn đồng. Phối rất là nhiều màu trên nền vải nha. Và form thì em may cho mình form đơn giản. Khi mà mình diễn lên cái tông màu này nè, không có kén da. Chị khách nào da ngâm da đen chút liền về mẫu đầm này mặc lên đánh bật lên vài tông da đó, nhìn mình sẽ trắng hơn 2-3 tông da luôn. Còn chị khách nào da trắng thì yên tâm, màu nào mà mặc nó không đẹp đúng không ạ? Mấy màu này shop ơi được một màu luôn đó. Chị thích màu lạ lạ như vậy thì em cảm ơn chị mình ạ. Đặt đơn bình luận cho em mã số đi nè, 1643 với số điện thoại. Ở đây em cao 1m65 đầm để mặc dài qua gối đó nha, ngang nửa bắp chân của em. Thích mặc dáng dài dáng ngắn, thích mặc dài dài lưng lửng thì cứ để vậy, thích mặc dáng ngắn hơn thì lên like nha. Em cao 1m65 đầm để em mặc dài ngang nửa bắp chân của em đó. Thì cũng có nhiều chị khách nói với em là ở trên livestream chị thấy em mặc là thấy em mặc ngắn đó đó, cả giờ thấy không? Rồi như sao mà chị về nhà chị nhận được hàng thấy dài quá vậy em? Cao 1m65 mặc tới bắp chân là nó dài dài đó cả nhà, chứ không có ngắn đâu ha. Em 72 men vừa đó chứ, chị Kim Tuyến có đơn hàng luôn ạ. Chị Thanh Tuyền hai chiếc xe M có đơn. Còn chị khách mình đặt đơn nữa tranh thủ cho em. Đầm ren trung niên màu đẹp độc lạ như thế này không phải lúc nào cũng có cả nhà nha. Form đơn giản, màu khác lạ cho cả nhà mình. Trời ơi, xinh lắm luôn đó. Màu sắc này mặc lên rất là nổi bật luôn. Và cũng không có sợ là bị kén da, kén dáng ở trơn cả nhà ơi. Form rất là đẹp, màu cũng rất là xinh luôn. Hiện tại shop đang có đầy đủ 4 size từ 40kg cho tới 70kg. Váy mới vừa về cả nhà tranh thủ. Size M em có cho các chị đẹp mình 30 chiếc, size L28, XL còn 23 và 2XL còn 26 chiếc cuối cùng. Em mới về hôm qua nay thôi, nó gần hết hàng tại vì số lượng em về ít đó cả nhà, chứ không có được nhiều ha. Cả nhà thích cái mã váy này của em thì ngày bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền cho em luôn. Chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã số các em nó 1643 và số điện thoại cho em là được. Đừng quên chia sẻ mấy chị đẹp ha. Đang sale rẻ luôn, có 249 ngàn thôi à. Cả nhà mình vô liền xong quá sơ mi với em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1648. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho các chiếc đẹp mình. Tay lỡ nè, em mang cho mình tay bồng nha. Mặc lên không có sợ bị chật bóp tay đâu. Có nhánh eo nhìn eo nhỏ gọn hơn và dáng đồng phôn xề tròn che khéo được cái phần bụng rất là tốt. Chiếc vải của em nó là dùng vải lụa mango cao cấp nha. Vải này sờ lên cái mặt vải rất là mềm luôn, mịn, chất rất là mát cả nhà, và có co giãn nhẹ nhàng hai chiều như thế này. Thiết kế thêm cho mình hai túi hai bên đầy đủ nha. Chị khách nào mình thích cái mã váy này của em thì bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền cho em luôn. Chị cần bình luận ngay cho em phía dưới mã số 1648 và số điện thoại cho em là được. Hôm nay em sale rẻ cho mấy chị em mình luôn, chỉ còn 229 ngàn đồng một váy thôi. Thay vì giá cũ bình thường mình mua tại cửa hàng nhà em là 450 ngàn đồng một váy, thì trong bài livestream ngày hôm nay chị đẹp là mình đặt đơn và có chia sẻ livestream, em sẽ giảm giá liền cho mình luôn, chỉ còn bao nhiêu ạ? 229 ngàn đồng thôi. Mẫu đầm này á thì màu của em nó sẽ là sự kết hợp giữa hai màu, màu trắng với lại tông màu tím xanh nha. Và trên mặt vải sẽ có những cái họa tiết rất là lạ luôn. Màu này mặc lên sang cả nhà, họa tiết cũng lạ mắt cho mình nữa ha. Và cả nhà diện lên thì yên tâm, không có sợ bị qua thời hay lỡ mốt gì cả. Ngày hôm nay sắp sale đặc biệt cho mấy chị yêu mình luôn, chỉ còn bao nhiêu ạ? 229 ngàn đồng một váy. Giá của mình mua 450, còn trong bài livestream ngày hôm nay để được áp dụng giá sale thì cả nhà mình chỉ cần có lượt chia sẻ cho em là được rồi ha. Mình chia sẻ lên tường nhà, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai là ok, em giảm giá cho mấy chị em mình luôn ạ. Dạ chị Ngọc Nhàn có đơn luôn á, chứ mai ok chứ hẹn chị đẹp mai ha. Em đang sale rẻ mấy chị yêu ơi, đang sale còn có 229 ngàn đồng một váy thôi à. Em có giao hàng không? Có, em giao hàng miễn tới tận nhà nha. Nhận được rồi quyền kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán. Chị đẹp mình ở đâu nè? Ở thành phố Hồ Chí Minh thì trong ngày hoặc là qua ngày mình đã có váy rồi. Còn chị khách nào mà mình ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh thì từ 1 cho tới 4 ngày mình sẽ nhận được váy nha, trừ ngày thứ bảy chủ nhật cho em đó ạ. Em đồng
này giá rẻ quá đúng không cả nhà, có 229.000 đồng nhưng mà chất lượng cao nha, vải đẹp, sờ lên mềm, miệng cái chất rất là mát, coi dạng nhẹ nhàng hai chiều cho mình luôn. Tông màu tím này là tím xanh cả nhà, cái tông màu này cả nhà mình yên tâm mặc lên không có sợ bị buồn hay là bị cũ giá trơn, màu tươi mới nè, mặc lên đẹp cho mình luôn ha, tôn da dịu lắm luôn á, da trắng mình mặc cũng đẹp, da ngâm mình nhìn nó cũng ok cho em, da ngâm mặc lên nhìn trắng lên mấy tông ha, dáng người của mình gầy hay là mình tròn người diện lên đều đẹp hết. Ở đây em may cho mình tay bồng nè, dáng đầm phông xòe nè, mặc lên hách dáng tốt cực kỳ luôn, nhìn cái eo của mình nó nhỏ gọn đi cả nhà, trời ơi xinh dã man. Đứng gần cho mấy chị mình xem kỹ cái màu với họa tiết của em nó nha. Chị Ngọc hơn một chiếc luôn ạ, chứ Nguyễn Ngọc có đơn nè. Dạ em cho chị Nhi Nhi xem mời em còn hàng đấy chị Nhi ơi, đặt đơn bình luận cho em mã đi chị Nhi ạ. À, mã số của em nó là 1648 và số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho mấy chị em mình nha. Nhanh tay em tư vấn chờ hàng chờ sai cho mấy chị đẹp mình, chị khách nào đặt đơn chậm tay quá hết hàng ổn nè. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1648 ạ. À, đầm nhà shop chị mua nhiều lần rồi, mẫu nào cũng đẹp cũng ưng hết, em cảm ơn chị mình rất là nhiều ạ. À, còn chị nào chưa có tranh thủ cả nhớ 49kg mặc size M cho em là vừa, hiện tại shop đang có cho mấy chị đẹp mình đầy đủ 4 size hết luôn, size M, size L, XL và cả 2XL, 40kg tới 70kg và eo dưới 88 mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Đo eo thì mình đo ngang khuỷu tay qua hoặc là mình đo trên rốn, ở trên phần bụng chỗ nào nhỏ nhất đo vô là chính xác nhất cho em luôn ha. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1648. Ngày hôm nay cả nhà săn sale với shop với một cái mức giá rất là yêu thương luôn, chỉ còn có 229.000 đồng một váy thôi à. Mình thích mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền nha, đặt đơn chỉ cần bình luận phía dưới mã số 1648 và số điện thoại. Áp dụng giá sale thì rất đơn giản cả nhà, không cần cho mini game mà cũng không cần làm gì quá phức tạp đâu, chỉ còn có lượt chia sẻ là mình sẽ được giảm giá liền luôn nha. Mẫu em đang mặc mã 1648 là chỗ cái tông màu đẹp mê ly luôn ạ. À,